Năm nay là tròn 10 năm Văn Hạnh rời đi, lại một mùa đông nữa kéo đến. Mai Hành Như đã hẹn đã đến nhà Châu Sinh Thần ở Tây An nghỉ ngơi suốt những tháng mùa đông. Nhưng năm nay Tây An không có tuyết. Mai đỏ vẫn nở nhưng lại nở chậm hơn mọi năm, cũng không còn nở trên nền tuyết trắng nữa. Trời âm u nhiều ngày nhưng lại chẳng rơi một hạt tuyết nào. Đây là đang muốn nói với anh điều gì sao? Mai Hành đứng ngẩn ngơ trong vườn mai. Châu Sinh Thần từ trong nhà bước ra nhìn thấy vậy tiến tới nói với Mai Hành, 10 năm rồi, buông xuống thôi. Cậu xem năm nay tuyết cũng ngừng rơi rồi. Mai Hành không quan tâm đến Châu Sinh Thần chỉ hỏi vu vơ, tuyết không rơi nữa, là ý như vậy sao? Châu Sinh Thần biết dù nói gì Mai Hành giờ đây cũng không nghe thấy. Cứ đến mùa đông cậu ấy lại vậy, lại nhớ tới Văn Hạnh mà đến đây ngẩn người gần 3 tháng. Anh không nói nữa quay vào nhà để Mai Hành một mình đứng trong vườn mai đuổi theo những suy nghĩ của chính mình. Đêm hôm đó Mai Hành đã có một giấc mơ, Văn Hạnh về trong giấc mơ của anh, khi đó Văn Hạnh vẫn là Văn Hạnh của tuổi 20 năm. Cô mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt, trên môi nở nụ cười xuất hiện đúng đồng tiền nho nhỏ. Văn Hạnh bước đi trong tuyết tiến về phía anh. 10 năm rồi, 10 năm anh mới mơ thấy cô, mơ chân thực như vậy. Mai Hành, 10 năm rồi. Văn Hạnh, 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên em xuất hiện trong giấc mơ của anh. Là em đang trừng phạt anh sao? Văn Hạnh đưa tay ra hứng lấy bông tuyết, chỉ là trong mơ nhưng hình ảnh lại chân thật như diễn ra trước mắt. Văn Hạnh không tiến đến gần Mai Hành mà lại đứng cách anh 3 bước như suốt 10 năm qua, cô luôn ngồi cách anh một cái bàn trà. 10 năm Mai Hành luôn mơ thấy cô gái mặc đồ cổ trang, năm đầu tiên chỉ thấy bóng lưng của cô gái đó, sau này lại thấy cô gái đó ngồi đối diện mình. Châm một ly trà thưởng tuyết, thưởng Mai cứ như vậy trôi qua 10 năm. Mai Hành từng hỏi bản thân cô gái đó là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Những năm đầu tiên chỉ nghe được giọng nói của cô ấy, thái tử ca ca, liễu tàn sen rụng, mai vẫn vẹn nguyên. Ta sống rất tốt. Duy chỉ có một điều tiếc nuối, đó là ở đây không có mai đỏ trên nền tuyết trắng. Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện kề bên. Hạ ngắm sen nở, đông ngắm hồng mai. Ta nguyện kiếp sau chàng có một thân thể khỏe mạnh, bình yên sống qua ngày. Mai Hành chỉ nghĩ đó là ký ức của một ai đó vô tình lạc vào giấc mơ của anh. Anh là một người tin Phật, nếu đã là duyên thì cứ để tự nhiên đi. Nhưng, giấc mơ về cô gái đó theo anh 10 năm như đang bầu bạn bên anh vậy. Văn Hạnh quay đầu lại mỉm cười và nói với Mai Hành, em chưa bao giờ trách anh, những năm qua em vẫn luôn ở trong giấc mơ của anh. Cô gái mặc đồ cổ trang chính là em của kiếp trước, em rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại không thể nói nhiều điều. Hôm nay có lẽ là một ngoại lệ, Văn Hạnh lại hướng ánh mắt ra xa và tiếp tục nói với Mai Hành, anh có muốn nghe câu chuyện về mình không? Câu chuyện của kiếp trước. Kiếp mà anh đã nợ rất nhiều người. Không để Mai Hành trả lời, Văn Hạnh đã kể lại, kiếp trước anh là thái tử còn em là công chúa. Hạnh Hoa công chúa. Anh cũng là người em mến mộ từ thủ thiếu thời cho đến mãi về sau. Nhưng anh lại có tình cảm với cô gái khác. Cô ấy là quý nữ danh môn, thân phận hiển hách, con gái dòng chính Thôi Thị tại Thanh Hà. Vì cô ấy anh đã làm rất nhiều điều sai trái. Cuối cùng anh vẫn không thể có cô ấy, cũng ôm vọng tưởng mà rời xa trần thế. Văn Hạnh ngừng lại quay ra nhìn Mai Hành mỉm cười thật tươi rồi lại tiếp tục nói, có phải anh luôn cảm thấy anh nợ anh trai em đúng không? Chắc hẳn mối duyên nợ kiếp trước kiếp này đã ghim sâu vào trong xương tủy anh để anh không bao giờ quên đi món nợ đó. Anh trai em kiếp trước là hoàng thúc của anh, cũng là người anh hận thấu, cuối cùng anh chính miệng hạ lệnh ban cho người đó cái chết. Cái chết của người đó làm anh hứng chịu nhiều phẫn nộ của nhiều người, hơn thế nữa người con gái Thôi Thị đó cũng tự vẫn theo hoàng thúc của anh. Anh trai em chính là giới hạn cuối cùng của cô ấy, nhưng anh lại cố chấp không hiểu được điều đó nên anh luôn cảm thấy mình nợ anh trai em. Cuối cùng anh trai và chị dâu em trải qua nghìn năm cũng về được bên nhau. Còn em và anh lại âm dương cách biệt, Mai Hành. Không được ở bên anh là điều tiếc nuối nhất của cả đời này của em. Mai Hành sững sờ khi nghe vài lời kể thoáng qua của Văn Hạnh. Hóa ra kiếp trước anh lại độc ác như vậy. Anh muốn tiến đến ôm Văn Hạnh vào lòng nhưng tiến một bước lại càng bị đẩy xa hơn. Anh càng cố gắng thì càng bị đẩy ra xa. Trên khuôn mặt anh đầy nước mắt, anh muốn chạy đến ôm Văn Hạnh vào lòng nhưng lại không thể. Văn Hạnh mỉm cười trong làn nước mắt và lắc đầu, anh đừng cố gắng nữa, anh sẽ không tiến tới được đâu. Đây chính là sự trừng phạt dành cho anh ở kiếp này. Yêu mà không có được, ở bên cạnh người mình ghét và phải chia xa với người mình yêu. Mai Hành, anh sẽ không cô đơn cả đời nhưng không có được một số cái. Em không thể nói rõ với anh được. Kiếp trước anh sống không thọ, trước khi chết cũng đã gả em đi xa, em sống rất hạnh phúc mặc dù không yêu người đó. Suốt những năm tháng còn lại em đều ăn chay niệm Phật, cầu cho anh kiếp sau có một thân thể khỏe mạnh và bình an nhưng em không thể cầu xin được cho tội lỗi anh đã gây ra. Gánh hết mọi bệnh tật đổi cho anh một thân thể khỏe mạnh, em chưa bao giờ hối hận, chỉ hối hận là thời gian bên anh quá ngắn. Mai Hành, sau đêm nay em phải đi rồi,
em chỉ có thể dành 10 năm trong mơ để bầu bạn bên anh, những năm tháng còn lại anh phải tự bước tiếp. Cũng phải tự sống cho bản thân mình, 10 năm nhớ về em như vậy là đủ rồi. Tây An năm nay không có tuyết, anh cũng nên buông xuống đi thôi. Sẽ có người con gái đến bên anh cũng sẽ đối xử với anh thật tốt. Kiếp trước không thể bên anh, kiếp này cũng không thể. Nguyện kiếp sau có thể nối lại mối duyên này. Mai Hành, tạm biệt. Nói xong Văn Hạnh tan biến, Mai Hành cố đuổi theo gọi tên cô nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Cũng chỉ có thể bắt được khoảng không, anh bị đẩy ra khỏi giấc mơ và tỉnh dậy. Khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt và mồ hôi. Nỗi đau phát ra từ tận tâm can làm anh ôm chặt lấy trái tim mình. Anh khe khẽ cất tiếng gọi Văn Hạnh, nhưng lại không có ai đáp lời anh. Giấc mơ đó Văn Hạnh nói tạm biệt với anh là cô ấy đã đi thật rồi sao? Văn Hạnh nói anh phải quên cô ấy đi, Tây An năm nay không có tuyết. Cô ấy đi thật rồi. Cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao anh luôn thấy mình nợ Châu Sinh Thần. Cũng hiểu tại sao khi mới nhìn thấy Thời Nghi anh lại thấy cô ấy như chính là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu. Tất cả đều là duyên nợ. Văn Hạnh, anh nợ em một kiếp sống hạnh phúc, nợ em một lời yêu thương chân thành. Là Mai Hành nợ Văn Hạnh. Anh sẽ tìm thấy em và trả nợ cho em vào kiếp sau được không Văn Hạnh? Anh sẽ làm theo lời em, sẽ không nhớ về em nữa. Ngày hôm sau từ sáng sớm, Mai Hành chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho Châu Sinh Thần và Thời Nghi rồi rời khỏi Tây An. Mùa đông năm kế tiếp cũng không đến Tây An nữa, cũng không nhắc đến Văn Hạnh nữa. Mùa đông 2 năm sau, Châu Sinh Thần: có lẽ tôi sẽ lấy vợ. Châu Sinh Thần bật cười vì câu nói của Mai Hành, hỏi ngược lại anh: cậu đã nghĩ thông rồi hả? Chú Mai cũng nhiều lần đề cập với tôi nhưng thật sự tôi không biết nên khuyên cậu như thế nào. Tự cậu nghĩ thông được là tốt nhất. Chúc mừng cậu. Tối hôm đó Châu Sinh Thần nói với Thời Nghi: có lẽ Mai Hành sẽ lấy vợ trong nay mai thôi, cậu ta cuối cùng cũng bước ra được rồi. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ sống như vậy cả đời, chú Mai cũng chỉ có mình cậu ta là con trai, cũng đáng lo thật. Cô ngã đầu vào vai anh: em cũng thấy lo lắng cho Mai Hành. Dù gì Văn Hạnh cũng đã đi được 10 năm rồi, nếu anh ấy vẫn còn sống trong nhớ nhung em ấy thì cũng thật không ổn. Văn Hạnh cũng không muốn nhìn thấy như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là do anh ấy lựa chọn, không ai có thể lựa chọn thay anh ấy. Bước ra được là tốt rồi, chú Mai những năm này cũng lo lắng không ít, sức khỏe của chú ấy cũng không tốt nữa, cũng mong bế cháu rồi. Người đã đi thì cũng đi rồi, người ở lại vẫn nên sống tiếp. Thời Nghi lại thay đổi tư thế từ dựa vai anh sang gối lên đùi anh. Cô luôn thích tư thế này và luôn thích Châu Sinh Thần cúi xuống nói chuyện với cô, rất ngọt ngào, rất lãng mạn. Cô nói tiếp: cô gái mà chú Mai tìm cho Mai Hành là người như thế nào vậy? Châu Sinh Thần như một thói quen, tay xoa xoa tóc Thời Nghi, nghe nói cũng là một luật sư, không những thế lại là một luật sư có tiếng trong việc giải quyết ly hôn. Anh bỗng bật cười, cô khó hiểu nhìn anh chờ anh nói tiếp: cô gái này cũng không thể đùa được, cũng là một nữ cường nhân. Năm nay 32 tuổi nhưng lại rất có tiếng tăm trong ngành, tốt nghiệp xuất sắc đại học Harvard, nhận được rất nhiều lời mời ở lại nhưng lại quyết định về nước mở văn phòng luật chỉ chuyên giải quyết các vụ ly hôn. Cũng rất có tiếng tăm ở Thượng Hải. Mai Hành và cô gái này có lẽ sẽ là một tổ hợp thú vị. Cô bật cười vì suy nghĩ của anh. Từ ngày lấy nhau đã hơn 10 năm rồi, chồng cô càng ngày càng thích nói đùa, càng ngày càng thích kể chuyện cười, thú vị hơn thời gian ban đầu hai người mới quen rất nhiều. Cô lại hỏi anh: cô gái đó nghe cũng thật có cá tính, nghề nghiệp cũng tương đối phù hợp với Mai Hành, mong hai người sẽ hòa hợp và vui vẻ bên nhau. Cô gái đó tên là gì vậy? Anh lắc đầu: anh không có hỏi kỹ, chỉ biết cô luật sư đó họ Kim, trong giới thường gọi là Andy Kim. Là con lai, có lẽ đến đám cưới của Mai Hành chúng ta sẽ rõ. Châu Sinh Thần nhận được điện thoại của Mai Hành vào mùa đông. Đến đầu xuân vừa qua, Nguyên Tiêu đã nhận được thiệp mời đám cưới của Mai Hành. Thời Nghi mở thiệp cưới ra, bên trên có hai cái tên Mai Hành và Kim Trinh Nhi. Cô bỗng bật cười vì sự trùng hợp này, có lẽ như lời Châu Sinh Thần nói đây sẽ là một tổ hợp thú vị. Cô gái này từ kiếp trước đã luôn có chính kiến riêng, cũng rất có tham vọng. Đến cuối cùng lại tái hợp lương duyên cùng với Mai Hành, là sự sắp xếp trêu ngươi hay là ẩn ý nào đó của thần Phật, nhưng dù sao cũng mong Mai Hành kiếp này sẽ hạnh phúc.